ta bon trên những dặm đường, giờ làng quê ta băng qua bờ suối đèo đồi nương, mà xe ta bon đã chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Lĩnh ơi, đỉnh cao mây vươn đã cùng em từ những đêm thức trọn, nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình yêu quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đạm đàng, xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mơ hồi, đường quê em êm êm đưa như thôi dề hết bao tâm tình, lững lờ đèn rạng rỡ lứa soi để em đi thông đường, kia gà rừng vặn gáy cuối nương, vượt đèo ngang đọc bạn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca, hỡi cô gái trên đất lam hồng, mỗi dặm xe qua lòng em càng thấu tỏ, dù xanh cháy đêm cháy ngày cùng chắc tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương, đi thông đường để những chuyến xe qua, hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương, mà xe ta bon đã chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoành Sơn một mái suối về, hòa tình em từ những viên đá nhỏ, đêm đêm lát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình yêu quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đạm đàng, xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang vẫy gọi, hỡi quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình, chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phủ lấy giá gương, đây tình Nam với nghĩa Bắc thương nhau ta nào có quản chi. Hỡi cô gái trên đất lam hồng, với bàn tay em rời non và lấp biển, dù xanh cháy đêm cháy ngày cùng chắc tay bằng tình nghĩa em, băng mình trong bao gian nan, đi thông đường để những chuyến xe qua, dồn nhanh tay lái phủ tiếng hát ca, chào quê hương lam hồng. Thưa quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc, ngày hôm nay Phương Nguyên rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong một chủ đề mà chắc hẳn là rất nhiều quý vị quan tâm, và đặc biệt đó là các khán giả trẻ. Nhất là khi mà chúng ta vừa được thưởng thức một tiết mục mở màn đầy ấn tượng, ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Ánh Dương qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Lê Viết Thu cùng với nghệ sĩ piano Mỹ Dung. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với họ, những nhân vật đằng sau những đoạn video clip triệu view. Rất viral trên mạng xã hội thưa quý vị. Có nhiều những cái chủ đề mà không phải ai cũng nghĩ là có thể viral được, cũng có thể trở thành những đoạn clip triệu view. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái ca khúc vừa được tái hiện trên sân khấu của Gõ Cửa Âm Nhạc. Mình nói một chút về cái sự kết hợp thú vị này, tại vì Phương Nguyên biết đó là không phải vô tình mà đoạn clip đó lại có triệu view. Ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu triệu view chính xác rồi anh Thu ạ? À, thời điểm hiện tại thì clip mà nhiều triệu view nhất là 2.4 triệu, xong rồi đến 2.3 triệu, xong rồi đến 2.2 triệu, và nó vẫn đang tiếp tục tăng. Là tại vì sao? Là tại vì cứ mỗi lần mà up cái clip nào mà có Chào Em Cô Gái Lam Hồng là nó sẽ tự động nó triệu view đấy. Nó có một cái duyên rất là lạ lùng. Vì hai chị em quay lại là vì Thu muốn quay lại những cái khoảnh khắc mình tập luyện.
để mình nghe, mình sửa lại những cái lỗi của mình thôi. Là vì mình là cái người học chuyên nghiệp thì thành ra là cái sự tập luyện với mình nó là cái sự hàng ngày phải trau dồi. Chị Dung là người, một cô giáo ở nhạc viện và cô giáo đã đệm đàn cho Thu từ rất là lâu rồi. Thì hai chị em cứ thường là quay clip kiểu như thế lên TikTok thì cũng không nghĩ là nó sẽ viral, nó sẽ thành xu hướng thế nào đâu. Nhưng mà vô tình thì là tự nhiên mọi người rất là thích cái kiểu mà hát mộc như thế và đánh đàn mộc như thế. Người thì là khen Thu hát sao mà hay quá, người thì khen chị Dung sao mà đệm đàn hay quá. Chị Dung phải vừa đánh đàn và vừa lật cái trang sách như thế này. Thì lật sách, cái tiếng sách nó nhanh quá, nó kêu lạch cạch lạch cạch. Thì là khán giả người ta mới vô, người ta comment cho, trời ơi, chị này cái tốc độ đánh đàn và tốc độ lật sách rất là kinh khủng. Bài hát mà tưởng chừng như nó chỉ là kinh điển ở trong nhạc viện, tức là những cái người học chuyên nghiệp và những cái người mà hát nhạc thính phòng mới biết, thì bây giờ nó cũng đang rất là viral với các bạn trẻ. Thì đó là một cái điều rất là mừng. Dạ vâng ạ. Người ta gọi là viral, có nghĩa là một cái có hiệu ứng lan tỏa rất là lớn đối với các bạn trẻ. Thì không biết là đối với chị Dung, chị có nghĩ rằng là cái đoạn video clip, cái sự kết hợp của mình cùng với là anh Thu trở thành một cái hiện tượng trên mạng? Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tại vì cái việc đánh đàn rồi lật sách rồi đệm cho học sinh, đó là công việc hàng ngày của mình. Dạ. Công việc mà, với lại đó cũng là cái bài mà Thu tốt nghiệp đại học ở nhạc viện. Thì dạ, cái việc khi mà Thu qua nhà và quay như vậy thì nó cũng giống như những cái buổi luyện tập bình thường. Thì chỉ suy nghĩ là mình quay lại mình giữ lại làm kỷ niệm. Yeah. Rồi thí dụ mà nghe cũng được thì post lên mạng cho vui, làm cho vui thôi. Và cứ mọi việc cứ xảy ra tự nhiên như vậy. Trên mạng thì cũng có rất nhiều những cái clip khác dung đệm cho các học sinh khác. Yeah. Và cả Thu nữa. Cho nên là Dung không hề nghĩ là nó sẽ clip đó nó sẽ nổi tiếng tới như vậy đâu, và mọi người thích tới như vậy. Yeah. Và có một cái điều mà Dung rất là vui á, đó là tại vì hát với piano thì chắc chắn là đối với nhiều người thì nghe nó sẽ không xôm, không vui như là hát với nguyên một ban nhạc. Yeah. Đúng không? Bùm bùm chát chát xình xình rồi nhiều nhạc cụ này kia nó vui sự hơn. Còn cái kiểu mà hát thính phòng với piano thôi thì thông thường là sẽ chỉ ở trường học thôi. Nhất là ở nhạc viện, khi mà các bạn thi học kỳ thì sẽ thi với piano thôi. Thì khi mà post lên mọi người thích như vậy, và nhất là rất nhiều bạn trẻ comments ở dưới kêu là trời ơi em thích dòng nhạc này lắm, em muốn được nghe nhiều hơn. Thì cái đó chính là cái điều mà khiến cho Dung rất là hạnh phúc á. Tại vì từ trước tới giờ ai cũng cứ nhắc tới nhạc thính phòng, mọi người sẽ nghĩ là chỉ có thời cô bác, đúng cha rồi, chú, ông bà nội, ông bà ngoại mình thì mới thích thôi. Và nhất là bài này nữa là bài cũ lắm rồi á. Cảm động nhất á là nhận được những cái comment của những người lính ở đảo nói là trời ơi em rất là thích cái dòng nhạc này, anh có thể hát tặng em một bài nào đó về biển đảo được không, trời ơi vui lắm. Dạ. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình chúng ta còn được chào đón nghệ sĩ trẻ Phạm Phương Khanh. Với góc độ là một người trẻ và Khanh còn có chuyên môn nữa, thì không biết là Khanh nghĩ như thế nào về cái ca khúc này khi mà em lắng nghe? Trước đây em cũng nghĩ là nhạc đó thì chỉ có những cái thế hệ của những người trước thì họ sẽ nghe nhiều. Nhưng mà em thấy được là những bạn trẻ sau này cũng lắng nghe, và giống như là các bạn cũng hiểu và bắt đầu là gọi là cũng thích. Nó là một cái động lực để cho mình cố gắng, mình phấn đấu sau này cái dòng nhạc này nữa. Và chị biết là tiết mục mà em chuẩn bị gửi tới quý vị khán giả mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh. Cái điều đặc biệt hơn nữa đó là ca khúc này được thể hiện qua phần kết hợp song ca của ca sĩ Lê Viết Thu cùng với lại Phương Khanh và nghệ sĩ Mỹ Dung, một sự kết hợp của bộ ba các khách mời trên sân khấu ngay lúc này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Trong ý nước tình chung
mà nay cũng có trong bèo. Trong bèo là bèo trôi, người ơi người ở đừng về. Bên sông như vạt áo, mà này cũng có ướt đậm như mưa. Người ơi, người ở đừng về. Đối với lại những người học ở tại nhạc viện á, thì cái ca khúc này có một ý nghĩa rất là đặc biệt đúng không anh Thông? Tại vì là học nhạc viện thì là mình học ca khúc thính phòng, các ca khúc cổ điển của thế giới. Thì bên cạnh đó cái âm nhạc truyền thống của mình á, thì mình cũng phải luôn giữ và luôn phát huy nó. Cái âm nhạc dân ca đó, khi mà mình hát với cái lối mà giống như những nghệ nhân mà hát từ ngày xưa đến giờ á, thì sẽ hát một cái kiểu khác, một cái kiểu rất là đặc trưng. Còn khi mà những cái người mà học hành bài bản đó thì mình phải áp dụng cái kỹ thuật đó vào cái bài dân ca, nhưng phải làm sao nó vẫn mềm mại, nó vẫn dễ nghe. Chúng ta không thể nào mà dựng âm thanh hay là hát nó một cái cách mà kỹ thuật quá kinh khủng, nhưng chúng ta hát ở một cái mức vừa phải để người trẻ người ta cũng có thể nghe, người ta cảm thấy hay, và cái người lớn người ta nghe người ta vẫn chấp nhận được, và kể cả những nghệ nhân dân ca người ta nghe người ta cũng thấy rất là dễ chịu. Đấy, thì cái đó là cái cách mà để cho những cái người mà học hành được đào tạo như Viết Thu, như Phương Khanh đây, đó là phải làm được cái điều đó. Đó là cái trách nhiệm của mình. Có những cái chữ luyến lấy mang đậm cái màu sắc luôn, thì là mình phải hát làm sao để mà cái người nghe họ vẫn hiểu được cái ý nghĩa của cái bài muốn truyền đạt cái gì. Vâng ạ, còn ngay bây giờ thì xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, và sau đó thì sẽ là những câu chuyện liên quan đến ca khúc này, ca khúc Tiếng Đàn Ta Lưng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trên trường gối trên vai nắng chiều đàn ta lơ, em có tiếng ca vui cùng nỗi sừng mừng thăng trần quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vó thanh thoát nhịp nhàng vang lời em ca, theo nhịp bước chân đi trong tiếng đàn ta lơ. Phóng quân ơi, anh thăng trần miền Tây cả xanh, đôi ta cơn hôm nào bốc cháy, đôi đồng chí sớm mi chật đầy kia trong 1, 2, 3, 4, 5 sau chục tên lính thủy đánh bộ mi kia, nó bị bắt trên rừng bộ đôi giải phóng ơi, các anh đánh hay ho ho đàn em xéo ca ơi, đàn ta lơ sừng núi quê ta.
từ xó ăn vòng tới sương núi ta ơi, hãy thương giây vui cùng bản làng mừng thắng trận xó ăn. Từ trên đỉnh núi cao chót vó thấy thót nhịp nhàng vang lời em ca vọng về đất xó ăn trong tiếng đàn ta lúa. Đó chính là giọng ca rất là tuyệt vời đến từ Phương Khanh. Mà Phương Nguyên rất là thắc mắc chị Mỹ Dung, khi mà một mình cái cây piano phải thể hiện tất cả những cái màu sắc âm nhạc của những cái nhạc cụ khác thì Phương Nguyên nghĩ là không có beat, mà mình phải gần như là gánh hết cái phần beat, cái phần âm nhạc. Dường như là cái sự phối hợp này nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm đúng không ạ? Nói về âm nhạc thính phòng á, nhất là ca khúc mà hát theo kiểu thính phòng, nếu như ở nước ngoài thì nó sẽ có một cái điểm rất là khác ở Việt Nam, đó là tất cả những cái ca khúc nghệ thuật mà mình hát bắt buộc sẽ phải có sẵn cái phần đệm piano do chính tác giả viết ở dưới luôn. Đó, từ thời cổ điển, từ trước đó là đã như vậy rồi. Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì do một số những cái đặc thù là cái hướng âm nhạc cổ điển thính phòng ở Việt Nam mình phát triển trễ hơn so với châu Âu, rồi chưa kể là còn chiến tranh nữa. Cho nên là những ca khúc Việt Nam của mình thời trước, các cụ viết phần lớn là không có phần đệm piano sẵn, nên buộc các giảng viên đệm cho khoa thanh nhạc khi đệm ca khúc Việt Nam là phải tự sáng tạo ra một cái phần đệm riêng. Thế nên là cũng bài đó mà bạn có thể thấy là giảng viên này đệm như thế này mà giảng viên kia lại đệm kiểu khác chẳng hạn. Và có khi là cùng một bài đó cùng một người đệm luôn, nhưng mà lần thứ nhất đệm khác mà lần thứ hai lại đệm kiểu khác. Tại vì không có nốt nhạc mà. Khi mà mình chỉ dạo những nốt nhạc đầu tiên thôi mà ca sĩ cảm thấy là có cảm hứng và muốn hát liền thì đó là một phần đệm thành công. Rõ ràng là nhiều thông tin mà quý vị khán giả bây giờ nghe mới hiểu được, để mọi người thấy được cái sự sáng tạo của những người nghệ sĩ. Và đặc biệt đó là khi phải kết hợp với nhau, kết hợp giữa cả cảm xúc nè, rồi tư duy. Khi mà bạn hát trực tiếp như thế này á, nó sẽ rất là khác với khi bạn hát với beat. Tại vì khi hát với beat thì chắc là tất cả mọi người, người dân Việt Nam mình rất thích hát karaoke mà. Thì nó sẽ giống như hát karaoke vậy thôi. Nhạc đi tới đâu mình chạy theo tới đó, nó sẽ không theo mình mà mình buộc phải theo nó. Trễ nhịp thì thôi. Mình chắc chắn là tất cả những ca sĩ mà theo dòng nhạc thính phòng đều luôn luôn thích hát với nhạc sống hơn là hát với beat. Tại vì khi đó nhạc sống mình có thể nương tựa vô cái hơi thở của nhau. Đôi khi phần nhạc nâng ca sĩ lên và đôi khi ca sĩ nâng phần nhạc lên. Khi mình nâng nhau lên như vậy thì mình càng dễ thăng hoa hơn. Khi mà mình chạm rồi đến một cái điểm chung, nhiều yếu tố để chúng ta phải đầu tư, không chỉ riêng về mặt kỹ thuật mà còn là cảm xúc, và đặc biệt đó là những cái tìm hiểu và cái tình yêu thật sự dành cho cái ca khúc đó. Và nhất là khi mà chúng ta thể hiện những cái ca khúc mà liên quan đến đất nước, đến lịch sử, đến những cái giá trị truyền thống của Việt Nam chúng ta. Từ khi mà em vào học nhạc viện thì em đã được làm quen với cái việc là mình sẽ hát với một pianist và mình hát trên cái nền nhạc mộc của piano, thì nó là một cái sự mới mẻ mà em đã học hỏi được rất là nhiều điều nữa. Đó chính là khi mà em cảm thấy hát riêng với lại nhạc mộc như vậy, có những cái khó khăn ở trong quá trình luyện tập là chẳng hạn như là ví dụ mình hát là mình phải canh làm sao để cho đúng nhịp, hoặc là mình phải chỗ đó piano nhẹ lại thì mình cũng phải nhẹ lại theo để cho cái màu sắc của giữa nhạc đệm và cái giọng hát nó được quyện vào nhau, nó nhẹ nhàng để mà người nghe có thể cảm thấy dễ chịu. Thật sự ra thì nhìn cái hình ảnh của cái sự kết hợp giữa pianist và người ca sĩ trong một cái tiết mục mà chúng ta thấy cảm thấy hai người bay bổng với nhau, thấy mọi thứ rất là dễ dàng.
như là trong những cái ca khúc mà anh Thu và Phương Khanh và đặc biệt là kết hợp với chị Mỹ Dung. Nhưng mà bây giờ chia sẻ ra, mổ xẻ ra nhiều hơn thì mới thấy nó không có đơn giản như vậy chút nào. Và mọi người thật sự là làm cái hình ảnh nó rất là đẹp và cái giây phút kết hợp đó nó thăng hoa. Nhưng mà sau đó là nhiều yếu tố. Vậy thì trước khi mà chúng ta đến với cái ca khúc cuối cùng thì anh Thu có gì chia sẻ không? Và đặc biệt là đối với quý vị khán giả, những ai mà yêu mến anh và biết đến anh cùng với chị Dung và cũng rất là yêu mến và ủng hộ Phương Khanh. Thì đấy, nghệ thuật mà nếu mà nghệ thuật hàn lâm nó không hề đơn giản như quý vị vẫn nghĩ. Nó không hề đơn giản như là mình chỉ cầm một cái micro lên là mình đã làm được ca sĩ. Mà nó đòi hỏi cái sự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo một cách hết sức là nghiêm túc. Giữa người đàn và người hát muốn ăn ý với nhau, đầu tiên nó phải đúng. Đúng về tất cả các kỹ thuật, tức là mọi thứ nó phải rập khuôn theo một kiểu đó. Xong sau đó mình có sáng tạo như thế nào là hai người sẽ là cái sự thống nhất với nhau. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Thu. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cái sự tham gia và có mặt rất là quý của những người nghệ sĩ đang tham dự chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn chị Mỹ Dung, cảm ơn Phương Khanh. Và thưa quý vị khán giả, Phương Nguyên tin là đối với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thấy được cái sự nghiêm túc trong âm nhạc và những cái giá trị đẹp mà tất cả những người nghệ sĩ mong muốn mang lên sân khấu, đó là đến từ sự khổ luyện, đến từ tình yêu chân chính và đến từ nhiều những cái sự luyện tập mà chắc hẳn là chúng ta không thấy được cái hình ảnh đó. Chúng ta chỉ thấy được cái giây phút lung linh và tỏa sáng, những cái sự kết hợp rất là ăn ý của họ với nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hiểu và chúng ta sẽ càng ủng hộ hơn, chúng ta trân trọng hơn những cái giá trị nghệ thuật đích thực, những cái âm nhạc mà được đầu tư, được tâm huyết và được bỏ nhiều công sức đến như vậy. Và trước khi kết thúc chương trình thì cũng sẽ là một tác phẩm đặc biệt như vậy để thay cho lời chào tạm biệt gửi đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Gõ Cửa Âm Nhạc. Phương Nguyên cùng với tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Không ngăn tiếng ca yêu đời hỏi dô phan sừng sững bóng cầu hàm rồng đứng soi bóng rồng sông má chạy mênh mang ngơ ơi quê ta bao yêu thương vàng nước sông tiếng hát anh hùng ơ hùng vĩ đứng bên hàm rồng đó chuối bờ nam ngạn tươi xanh ngơ tên cô dân quân hiên ngang mãi mãi vang cùng sông mã kiên cường ngơ hỏi số khoan ơi số khoan thank you.
trèo. Ta chào sông mà kiên cường đời đời. Chào cô dân quân quê nhà, cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông, trời thu trong xanh. Chốn nơi đây xác bao giặc Mỹ ơi, hỡi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hò ơi, gió khoan lúa ngập xanh bờ, làng thôn quê ta vẫn vui cày cấy ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi, gió khoan chào những hùng đất Hàm Rồng đó, giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông mơ, ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sông từng bừng ơ, lừng lấy chiến công Hàm Rồng đó, đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơ, ta yêu con sông quê hương, yêu những con người bất khuất kiên cường ơ.